Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Thì hôm nay thì trời nó âm u này các bạn này. Đây này, trời rất là âm u luôn. Hôm nay mình quyết định sẽ làm một cái món hơi lạ lạ một xíu. Các bạn thấy mía đằng sau không? Rất nhiều mía luôn. Đó, mình sẽ nướng sườn với mía nha các bạn. Đây này, mía rất là nhiều luôn này. Đó, tí nữa mình nướng thử sườn mía cho các bạn xem nhé. Nhưng mà trời rất âm u, cái kiểu không khí của ngày xuân đấy các bạn. Mưa phùn này, lạnh lắm. Đó, mịt mù hết, không thấy núi đâu cả các bạn ạ. Nay quyết định ở nhà làm cái món sườn nướng mía nha các bạn. Mời các bạn đón xem nha. Nhớ ủng hộ mình bằng cách like và share nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh ở bên dưới nha, để ủng hộ cho mình thực hiện nhiều cái video hấp dẫn hơn cho các bạn xem nha. Ok, và bây giờ mình sẽ ướp sườn nha. Có một ít tỏi cho thơm này các bạn. Ớt này, bột ngọt này, muối này, và hành này. Đây sườn nha, không thể thiếu đó là mía nha các bạn. Đây mình chặt một cây này, tí nữa mình sẽ kẹp qua và nướng nha. Đây sườn này, nguyên một mảng sườn lớn luôn các bạn. Đó, mình ướp nướng mà, mình chỉ cần đơn giản mấy thứ này thôi. Còn xíu nữa thì sẽ làm muối chấm hoặc là nước mắm chấm nha các bạn, cho nó ngon hơn. Và bây giờ mình sẽ giã tất cả mọi thứ vào với nhau để ướp với sườn này nhé. Và đây là cái hỗn hợp mình gia vị mình giã được nha các bạn. Đây mình cho thêm một ít mắm với lại một ít dầu nữa để cho gia vị nó đậm đà hơn nha các bạn. Ướp sơ sơ thôi, để tí nữa còn đấy nữa bạn, còn giả gia vị chấm nữa mà. Rồi, ok nha bạn, để nó ngấm gia vị nha bạn. Để xíu nữa mình sẽ nữa. Và bây giờ mình sẽ chẻ đôi cái mía này ra nha các bạn, chẻ đôi ra và kẹp cái miếng sườn này lại bên trong cây mía đây, để gác qua nướng nha các bạn. Kẹp như vậy nha. Mình sẽ kiếm hai sợi dây cố định cái đầu này lại cho nó khỏi rớt nha. Đó, cố định như vậy xong rồi nha các bạn. Đây này, bây giờ đã có chút ánh nắng xuất hiện rồi nha các bạn. Tạm gác cái miếng sườn này ở cạnh đây nha, để cho nó khô bớt đi. Đây, sẽ tạm gác ngay đây để cho nó khô thịt bên ngoài đi các bạn ạ. Đây mình sẽ lấy hai cái ghế này các bạn ạ. Đó, đặt hai bên để gác cái miếng sườn này lên nhé. Mình sẽ gác cao như này, cái thế này nha các bạn. Đó, bây giờ nhìn chung là tạm ổn rồi nha các bạn. Đây, tận dụng những gì xung quanh có thể nha các bạn để làm nha. Gác cho nó xa xa ra xíu, cao lên. Mình sẽ nướng xa như thế này, khi nào mà hai mặt đều hết nha các bạn thì lúc đó mình sẽ hạ dần dần xuống.
Và bây giờ là nửa mặt bên của miếng sườn đây tương đối đã khô rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lật cái miếng sườn mặt bên kia lại. Đẹp rồi nè mọi người. Rất là tuyệt luôn. Thế bây giờ sườn cũng đã chín rồi nè mọi người. Để nướng cái phần trên cho nó thịt nó kỹ kỹ một xíu rồi bỏ xuống chiên rồi. Như vậy mới chất chứ. Cái này chưa ấy. Cái đấy là nó chín nhưng mà nó màu rồi. Do nó không ấy lửa. Ăn luôn. Ngon. Nhưng mà mía mình bình thường là ngọt rồi. Mình nướng nữa thì thôi. Tàu quá tàu. Mình nặng cầm về phải vác. Phải vác mới được. Nhau đây chắc là mình được xương ra. Đấy. Chắc khúc to khúc to to lắm. Ây da. Chặt mà giăng, giăng vào đĩa là hơi bị tái. Chặt. Giăng chạy. Đấy, giăng vào đĩa. Cứ cái nào giăng vào đĩa là làm cá khổ được rồi. Tí nhìn mềm lại vậy. Có chứ, tí nữa tí mềm. Để tôi ấy căng thử. Ồ, cái này gì? Đấy, sơ. Đây này các bạn. Nhìn hấp dẫn chưa? Cái này mà nhậu thì hết sánh luôn. Kéo gì được? Đêm nào cũng được. cầm đấy, cầm uống luôn. Để lấy cái đồ để uống đi quất miếng sườn này cho mọi người biết cái vị nó như thế nào. Đây này nó nhảy nó khỏi dính lung tung phải vậy nữa rồi tí nữa truyền nữa truyền luôn. Đó. Quất miếng đi anh miếng đi xem có mùi vị. Ông Lê Công Hậu đâu rồi? Công Hậu đi mì ăn mì dai hả? Ngọt quá. Wow. Được, miếng sườn này mới tuyệt. Ăn sườn mà ăn đũa kìa. Ăn sườn mà ăn đũa kìa. Như sợ dính tay. Như bên trong vẫn ấy nhỉ. Được. Bỏ người chín đấy. Bỏ đây bỏ xịn. Bề. Chấm miếng muối nè. Vé thì ngon rồi.
có vé mà đỉnh. Hành là phải dùng dao cắt, dao lọc. Cái sườn này đang nghĩ là phải làm về nha, là bắt đầu cho lên nướng, cái tự nó coi như này, là mình có khô, là mình nó lột dễ hơn đúng không? Tính ra phải chặt đúng không? Phải chặt ra như thế này. Đấy, nó cứ phải như này, cái mình ăn cái mình rút ra khô là nó dễ, còn đây nó không có giờ ra được. Do nướng nguyên mảng á. Hả? Có cái vị nướng. Có phải nướng nguyên mảng là có mấy cục nguyên nướng trên khô. Đây là con dao từ cái thời USA 75. Còn sót lại đây các bạn. Đâu? Dao của USA nhá. Năm 75 giờ còn sót lại. À, USA. Sẽ dùng mình cắt cái thịt con voi này, học đi. Ô, thịt voi luôn. Đấy. Nó còn có mấy rất là ngon. Ở cái kẹp này, cái mía. Nêm bài bán rồi cho nó ngon. Không, nướng kỹ xíu nữa là ok. Mà nó hơi ấy này. Hơi ngon luôn. Nướng vậy nó hơi ngọt. Đây là nướng tái thôi. Nướng tái. Tái ăn nó mới ngon. Sườn bê thui mà. Nướng chín quá ăn đâu ngon. Ngọt thịt. Xong rồi. Nó có rèn nhiều nhỉ. Rèo cái nai. Đây món bịa. Bịa nai nha các bạn. Người ta gọi bịa nai chứ mình ở đây mình gọi là vé. Vé mang. Vé mang ạ. Đúng luôn. Cái đây có bún đúng bài luôn. Mềm lại thêm tí mỡ ớt. Đúng chất rồi. Đúng ngon. Ủa, nó nở ăn nó nước. Cho tí mỡ ớt vào. Ui dồi. Ăn xong mấy ngày chắc về luôn. Để đi. Gỡ răng. Sườn ngon quá. Nhập viện à? Nhập viện luôn. Nhai rụng răng nhập mà viện. Ăn sườn bò mà bị tai nạn. Đức. Nam hàng đi 2 chuyến. Đi là phải 2 chuyến, 5 thằng đi 1 chuyến đấy, sao đi nổi. Thì 2 chuyến đò đấy, đi 2 chuyến đò. Mà qua đến nước nó to quá, cá nó đi. Coi này, lên thêm chút nước ớt. Đây là cái đầu này, mấy cái miếng mép mép đây. Đầu. Lên rồi. Nêm rồi. Nêm mặn thành nó khoái à? À nó đầm đầm. Nó vừa vừa ấy. Đầm. Thì ra là hôm nọ nó hơi lạc tí. Không phải là lạc mà thiếu ớt. Không bỏ thiếu ớt vào cái nó ngon. Nó phải có ớt. Đây, bịa này các bạn. Bịa nai nha. Bịa. Bịa. Người ta gọi bịa. Tây Bắc người ta gọi bịa nhưng mình gọi bịa. Gọi là é mẹ. Có một thằng miếng miếng đất. Kệ nó. Giọt thơm cho hay đâu. Vào nướng lại cái này nó rút mình dễ luôn. Cho hay là đất. Đất. Đất nó ở trên cái bếp. Ấy rồi. Sườn mà nướng mà được. Đây. Sườn mà nướng rút như thế này là được 10 điểm nha các bạn. Là mình lột một cái là ra hết luôn, ra hết phần thịt luôn. Đấy. Hết phần thịt luôn, ăn phần không ngon. Đây, cứ rút rút như thế này, nướng đá đúng không? Miếng này có tí sườn.
đúng chuẩn kiểu nó này. Đúng là như là dân ăn sườn bò. Ăn là ăn hết, không còn một cái gì hết đấy. Chó buồn. Chó nó còn xương nhá. Ăn hết thì chó phải buồn nhá. Đấy, giờ cắt được cả sườn luôn nhá. Sườn non, sụn non. Cắt hết luôn các đấy. Bạn ạ. Chê. Không nhìn thấy gì à? Không phải chê mà đang tập trung, phải không? Đấy. Đấy. Vẫn còn khác hẳn tí sườn. Đấy. Mình ăn cái gì mình khoái sườn. Sườn chấm thử miếng này. Rất tuyệt. Mỗi é mà é ít quá. Có lẽ mình xin dừng cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mong các bạn ủng hộ bằng cách like và share. Nhớ đăng ký kênh ở bên dưới để ủng hộ cho Huấn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.